Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và được nói là sự thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp của công dân được hiến pháp quy định. Theo luật này thì cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn, Đoàn Luật sư Hà Nội cho chúng tôi biết, kể từ khi luật trưng cầu dân ý có hiệu lực đến nay đã là 2 năm nhưng chưa một lần được áp dụng. Chứ không đại biểu quốc hội nào có đề xuất là cái dự luật này là chưa ra trưng cầu ý dân thì chưa có một việc nào. Mặc dù là luật nó quy định rất rộng là các vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng rồi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề kinh tế xã hội, các vấn đề kinh tế xã hội, nhưng mà cho đến thời điểm này thì chưa có trong cái trường hợp nào là đưa ra trưng cầu ý dân cả. Ngay tại những trường hợp như là đặc khu vừa rồi hay là địa phương tháng năm nào chưa hề có đại diện nào để cập cái vấn đề này cả. Đến khi vấp phải phản ứng của dân chúng về dự luật hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng rằng chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế này. Tương tự, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đăng đàn phát biểu kêu gọi người dân bình tĩnh vì Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Về vấn đề lãnh đạo lắng nghe người dân, anh Viễn, một người dân ở Hà Nội, cho biết quan điểm. Có vẻ như có lời này. Bằng chứng rằng là 3-4 cuộc gặp gỡ từ Nguyễn Xuân Phúc ở Hải Phòng cho tới Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội cho đến Trần Đại Quang ở Sài Gòn đều nói đến hai thứ. Một là an ninh mạng, hai là đặc khu. Nhưng mà nghe là một chuyện, nhưng mà làm là một chuyện khác. Thực tế cho thấy dù khắp nơi trên cả nước nổ ra đợt biểu tình vào ngày 10 tháng 6 với các khẩu hiệu phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, đến ngày 12 tháng 6, Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua luật an ninh mạng. Theo nhiều người thì đây là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các lãnh đạo không hề nghe ý dân. Còn giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận Trung ương, đặt ra câu hỏi rằng nếu Quốc hội thực sự muốn lắng nghe ý dân thì vì sao đến nay luật trưng cầu dân ý vẫn chưa được áp dụng? Người ta làm luật cho nó vui thôi, để mà dọa thiên hạ, cho là mình cũng văn minh, mình cũng có luật. Và nói như bà Ngô Bá Thành ngày xưa cũng là một nghị sĩ quốc hội đấy. Để bà bảo là Việt Nam thì có một cái rừng luật, nhưng mà chỉ thi hành luật rừng thôi. Cái hội nghị bàn về chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng chủ trì gần đây ấy, thì có tuyên bố là phải dựa vào dân để chống tham nhũng. Thế nhưng mà nói thế cũng là nói cho hay thế thôi. Nhưng mà dựa vào dân ấy, thì phải có báo chí tự do để cho dân nói tiếng nói của mình. Thì họ đem họ thực hiện cái luật an ninh mạng, tức là khóa mồm khóa mọm dân lại thì lấy gì mà lắng nghe. Một chiến dịch mà cơ quan chức năng ở Sài Gòn đang làm mà giáo sư Nguyễn Khắc Mai gọi là trò hề. Đó là họ phân phát những tờ rơi giải thích về luật đặc khu đưa tới từng gia đình và bắt họ ký vào. Ông nghi ngờ là sau này chính quyền sẽ nói đó là bằng chứng người dân đã đồng tình với luật đặc khu. Ông khẳng định đây không phải là một hình thức trưng cầu dân ý. Trước đây trong một phiên thảo luận về dự thảo luật trưng cầu dân ý, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội, phát biểu rằng dân trí thấp không thể tùy tiện trưng cầu. Phát biểu của ông Huệ vấp phải nhiều sự phản đối từ phía người dân. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng trưng cầu dân ý hay lắng nghe người dân chỉ là những câu nói xã giao của giới lãnh đạo. Theo đúng theo luật ấy, và theo luật được hiểu ấy, thì là đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân. Thì có thể cái lắng nghe này, có thể người ta sẽ nói bằng cái cách rằng là những cái đại biểu đó lắng nghe ý kiến của dân rồi phản ánh lại với Quốc hội, của lắng nghe thực sự cái người dân một cách trực tiếp của lãnh đạo ấy, thì gần như là không có. Tôi thấy thì cái việc lắng nghe này thì đó là những từ dùng chung và có thể là quen thuộc, họ hay dùng với nhau thế thôi, chứ còn tôi thấy là nó không có giá trị gì. Trả lời câu hỏi người dân cần làm gì để tiếng nói của họ được lãnh đạo lắng nghe, trưng cầu, giáo sư Nguyễn Khắc Mai nói. Bây giờ dân thì đòi hỏi nhiều quyền, chỉ còn có cái là phải tập hợp nhau rồi lên tiếng, rồi đòi lại cái quyền lợi ấy cho nó đàng hoàng.
và có dịp nào đấy thông qua bầu cử thì loại trừ những cái anh ức ơ ra, dốt ra, cày quyền ra và sẽ thay bằng những cái nghị sĩ nó đàng hoàng hơn, thì may ra thì họ có thể là hiệu luật và họ biết là thế nào là dân để họ có sự tôn trọng. Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam quy định rõ mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên là người có quyền bỏ phiếu biểu quyết. Những vấn đề cần trưng cầu dân ý bao gồm toàn văn hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của hiến pháp, vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia, vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước hoặc vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chủ đề dự luật an ninh mạng, một hình thức tước đoạt mọi sự tự do cá nhân của người dân trên thế giới ảo. Theo dự định của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, dự luật này sẽ do Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Chúng ta xin chia sẻ cùng quý vị về chủ đề này qua bài viết Hàng ngàn người Việt Nam ký tên phản đối luật an ninh mạng, đăng trên báo Người Việt vào ngày 7 tháng 6 của năm 2018. Bài Quỹ đạo của Trung Quốc, đương cung của nhân dân của tác giả Mạnh Kim, đăng trên trang Trí Việt News vào ngày 7 tháng 6 của năm 2018. Và bài Dự luật về an ninh mạng, móng vuốt của con ngáo ợp của tác giả Công Công, đăng trên trang Dân Làm Báo vào ngày 10 tháng 6 của năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 7 tháng 6, cộng đồng mạng đang phát động phong trào ký các thỉnh nguyện thư phản đối luật an ninh mạng sắp được Quốc hội Cộng sản Việt Nam ấn nút thông qua vào ngày 12 tháng 6. Trước đó, dự luật này bị nhiều blogger đưa bằng chứng cáo buộc là sao y bản chính với một luật cùng tên năm 2016 tại nước Tàu nhằm giúp Bắc Kinh siết chặt và trấn áp những ý kiến bất đồng trên mạng xã hội. Việc đảo ngược quyết định thông qua luật an ninh mạng trong vòng một tuần được xem là gần như không thể trong bối cảnh giới chức Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nhất quyết phải ra được luật. Báo Thanh Niên hiện đã phải gỡ link bài cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Đặng Hiểu gửi Quốc hội 4 khuyến nghị về luật an ninh mạng, đăng vào ngày 4 tháng 6. Trên website trends.org hiện có ít nhất là 2 thỉnh nguyện thư cùng nội dung phản đối luật an ninh mạng. Tính đến tối ngày 10 tháng 6 đã thu hút khoảng 11.000 lượt ký tên. Một thỉnh nguyện thư trong số này viết, dự luật sửa đổi an ninh mạng muốn kiểm soát 100% thông tin người dùng, buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt hệ thống dữ liệu tại Việt Nam. Việc này có thể buộc các doanh nghiệp như là Facebook, Google, YouTube, Viber, WhatsApp rời khỏi Việt Nam. Trong khi đó, các hãng tàu sẽ đổ bộ độc quyền vào Việt Nam như là WeChat, Taobao. Mong các bạn hãy xem mạnh thỉnh nguyện thư này hơn nữa để chống việc hợp thức hóa việc kiểm soát thông tin cá nhân, bóp nghẹn không gian mạng của người Việt Nam. Những người soạn thỉnh nguyện thư còn lại nhấn mạnh, dự luật an ninh mạng tiềm ẩn khả năng vi phạm các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau. Cản trở quyền tự do ngôn luận khi nhà cung cấp mạng phải xóa thông tin đăng tải trên mạng nếu thông tin bị xác định là xấu, độc, theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp và lưu vết thông tin đó để cung cấp cho cơ quan chấp pháp. Trong khi đó, thì các loạt thông tin xấu được liệt kê rất mơ hồ, không có quy định hay thủ tục cụ thể để công dân có cơ hội bảo vệ ý kiến của mình trong một quy trình công bằng và minh bạch. Trang Luật Khoa Tạp Chí nhận định, chưa có dự thảo luật nào như luật an ninh mạng khiến cho đích thân chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đơn vị thẩm tra dự luật, có đến 2 lần trong cùng một bài phát biểu đề nghị Quốc hội giữ nguyên toàn văn dự thảo và không có một chỉnh sửa nào, bất chấp rất nhiều phản ứng từ các đại biểu. Nói thế mới thấy, an ninh mạng trở thành ưu tiên rất lớn của nhà nước Việt Nam. Không lạ khi dự luật an ninh mạng đã dùng đến những thuật ngữ tưởng như chỉ xuất hiện trong thời chiến như là chiến tranh thông tin, tác chiến điện tử. Chuẩn mực của nhà nước pháp quyền là quyền tự do của cá nhân, cho dù là cá nhân phạm tội. Nếu có bị tước đi thì phải do tòa án quyết định. Không có một lý do nào giải thích được cho điều này trong dự luật an ninh mạng. Ngoài một lý do, đó là ý đồ giám sát quần chúng dưới danh nghĩa an ninh quốc gia, theo website nêu trên. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận trên trang Facebook cá nhân, nghiên cứu kỹ dự luật an ninh mạng sắp được Quốc hội bấm nút. Tôi xin chia buồn đến Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo. Sau khi luật này có hiệu lực, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng sẽ chiếm hết quyền lực của mấy cơ quan này. Từ nay, các đồng chí chuyên trách chỉ cần gọi điện thoại, nhắn tin, vỗ vai các báo điện tử và các công ty quản lý mạng xã hội phải gỡ bỏ những thông tin
mà các đồng chí cho rằng xâm phạm luật này bao gồm cả những thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Quyền yêu cầu này đến nay vẫn thuộc quyền của Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo. Quyền này nghe nói cũng có thể quy ra cái gì đó. Tôi không nắm rõ thị trường này, bạn nào rõ hơn xin thông tin. Thôi nhé, hết quyền rồi thì cũng cần được thu gọn, sáp nhập theo đúng chính sách cải cách của Đảng và Nhà nước. Vừa rồi là bài hàng ngàn người Việt Nam ký tên phản đối luật an ninh mạng đang trên báo Người Việt. Sau đây, mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi bài viết Quỹ đạo của Trung Quốc, đường cùng của Nhân dân của tác giả Mạnh Kim. Tài khoản Facebook của bạn có thể khóa bất cứ lúc nào, dịch vụ 3G, 4G cũng có thể bị cắt, bạn dễ dàng bị ra tòa hoặc thậm chí bị bỏ tù. Bạn không chỉ bị tước đoạt, bạn bị lột sạch quyền công dân khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 của năm 2018. Không phải tự nhiên mà luật an ninh mạng được bấm nút vài ngày trước khi luật đặc khu thoát ra khỏi cánh cửa sân khấu Quốc hội. Điều 5 luật an ninh mạng đã quy định, ngăn chặn yêu cầu ngừng cung cấp thông tin mạng, đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng Internet, việc sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật. Yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thu thập dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin, đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ những quy định này thì bạn hoàn toàn không còn là chủ tài khoản của mình. Công an kiểm soát toàn bộ không gian biểu đạt cá nhân của từng công dân. Công an không chỉ có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin mà thậm chí cấm truy cập. Bạn dễ dàng bị quy chụp là vi phạm vào những điều mơ hồ như thông tin trái pháp luật, thông tin sai sự thật. Bạn bị theo dõi và bị đánh cắp thông tin cá nhân một cách công khai vì công an có quyền thu thập dữ liệu điện tử. Chưa hết, công an có quyền kiểm tra an ninh mạng đột xuất trong điều 12. Nói cách khác, cuộc sống mạng của bạn thuộc quyền quyết định gần như tuyệt đối của công an. Ở điều 15, bạn bị cấm loan tải thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, như bức ảnh chế hoặc bình luận một cách phát ngôn nhảm nhí của đám quan chức có chịu sự áp đặt của quy định này. Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi vận động xúi dục đe dọa gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự. Những chia sẻ ủng hộ giới tài xế ứng phó với bot có nằm trong quy định này hay không? Hiểu theo cách nào đi nữa thì thực chất quy định này là nhắm vào các kêu gọi biểu tình ôn hòa. Ở điều 16, bạn bị cấm cố ý nghe ghi âm cuộc đàm thoại trái phép. Như thế nào là ghi âm trái phép? Ghi âm đoạn nói chuyện với một người dân với một tên cảnh sát công lộ vòi vĩnh hối lộ có trái phép không? Ở điều 21, các doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin, cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an để ngừng cung cấp thông tin mạng tại khu vực cụ thể. Ở điều 26, họ là các doanh nghiệp viễn thông trong nước lẫn nước ngoài bị yêu cầu thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số, cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách khi có yêu cầu bằng văn bản. Xóa bỏ thông tin, ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Ngoài ra còn phải lưu vết liên quan để cung cấp cho lực lượng chuyên trách và tệ hại hơn, không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Điều đó có nghĩa là dù bạn không hề được cung cấp miễn phí dịch vụ truyền thông khi đăng ký sử dụng mạng, nhưng bạn không những không thể đòi hỏi bất kỳ giá trị cộng thêm nào của dịch vụ mà còn có thể bị cắt bất cứ lúc nào. Cuộc sống mạng của bạn thuộc quyền quyết định gần như tuyệt đối của công an. Luật an ninh mạng Việt Nam thực chất gần như là phiên bản tiếng Việt của luật an ninh mạng Trung Quốc.
có thể dễ dàng so sánh hai luật bằng cách tham khảo bộ luật Trung Quốc với tên tiếng Anh là Management Regulation on Internet Forum and Community. Điều này dễ hiểu vì sĩ quan an ninh mạng Việt Nam được đào tạo ở Trung Quốc và công tác an ninh mạng được hai nước thường xuyên chia sẻ. Cũng không loại trừ khả năng thiết bị kỹ thuật và hạ tầng an ninh mạng của Việt Nam được chính Trung Quốc thiết kế giúp. Hai nước cũng gần như luôn vai kề vai ở vị trí chót bảng về tự do Internet do tổ chức Freedom House xếp hạng hàng năm. Thậm chí thời điểm áp dụng cũng chẳng cách xa nhau nhiều. Chỉ gần một năm sau khi Trung Quốc tung ra các quy định khắc nghiệt hơn trong khuôn khổ luật an ninh mạng, vào ngày 25 tháng 8 của năm 2017, có hiệu lực 1 tháng 10 của năm 2017, thì Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lẫn một cơ quan gọi là cơ yếu chính phủ của Việt Nam cũng hối hả thực tế hóa luật an ninh mạng bằng lá phiếu của Quốc hội bù nhìn vào ngày 12 tháng 6 của năm 2018. Ngày 7 tháng 9 của năm 2017, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Quốc gia Hổ Liên Võng Tin tức Biện Công Thức đã yêu cầu các công ty mạng nội địa WeChat, QQ, Weibo, Zhiyou, Inke, Zizibo phải cung cấp thông tin chia sẻ lẫn thông tin cá nhân người sử dụng. Với Việt Nam, mạng nội địa như Zalo chắc chắn sẽ tương tự và không loại trừ khả năng các công ty mạng nước ngoài cũng phải thực hiện. Chẳng phải tự nhiên Việt Nam yêu cầu các công ty như là Google hoặc Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam. Đó là một trong những cách kiếm chuyện để Google hoặc Facebook phải thỏa hiệp, như cách Google đầu hàng trước Trung Quốc để có thể tiếp tục khai thác thị trường này. Bán linh hồn cho quỷ là chuyện bắt đầu trở nên bình thường đối với các tập đoàn khổng lồ nói chung. Mark Zuckerberg từng công khai vuốt ve Tập Cận Bình. Và tháng 12 của năm 2017 tại Quảng Châu, Tim Cook nói rằng Apple tôn trọng luật an ninh mạng của Trung Quốc và sẽ tuân thủ luật chơi. Trở lại với luật an ninh mạng Việt Nam, việc tài khoản Google hoặc Facebook của bạn bị khóa theo yêu cầu công an có thể còn khó, nhưng việc bạn có nguy cơ vĩnh viễn bị cô lập khỏi thế giới mạng và bị nhà mạng Việt Nam cắt hoặc từ chối không cho đăng ký dịch vụ nối mạng, một khi bạn lọt vào sổ đen là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Luật an ninh mạng không phải để bảo vệ mạng. Luật an ninh mạng là để bảo vệ chế độ. Luật an ninh mạng là để bịt miệng người dân. Và luật an ninh mạng được thiết kế để bảo vệ luật đặc khu nhằm ngăn cản các ý kiến chống đối, những gì xảy ra xung quanh đề tài đặc khu, bây giờ cũng như trong tương lai. Chẳng phải tự nhiên mà hai dự luật này được bấm nút gần như cùng thời điểm. Luật an ninh mạng vào ngày 12 và luật đặc khu vào ngày 15 tháng 6 của năm 2018, tất cả đã được tính từ trước và tính từ lâu. Có thể có sự tư vấn của Trung Quốc. Đây là một quyết tâm của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là quyết tâm của Nguyễn Phú Trọng. Chưa bao giờ mở ý định đẩy Việt Nam vào quỹ đạo Trung Quốc rõ bằng lúc này. Hãy xem lại các tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc từ các chuyến công du Bắc Kinh của Nguyễn Phú Trọng. Những gì còn mơ hồ đối với người dân thật ra đã được ghi bằng giấy trắng mực đen, đã có những cam kết giữa hai nước và bây giờ từng bước được thực hiện đúng quy trình. Vừa rồi là bài Quỹ đạo của Trung Quốc, đường cùng của nhân dân của tác giả Mạnh Kim. Sau đây mời quý vị theo dõi bài Dự luật về anh mạng, móng vuốt của con ngáo ợp của tác giả Công Công. Chỉ còn 2 ngày nữa, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua dự luật về an ninh mạng nếu mọi người không mạnh dạn cấp bách lên tiếng và có hành động cụ thể để phản đối. Thử nghĩ, nếu không có cộng đồng mạng gây sóng gió trong mấy ngày qua, thì dự luật về đặc khu chắc chắn sẽ được thông qua. Và hậu quả đưa dân tộc về đâu? Về an ninh, nếu chế độ thực sự đặt trọng tâm bảo vệ an ninh quốc phòng, thì tại sao Bộ Chính trị không nhìn thấy 3 địa điểm Vân Đồn, Bắc, Vân Phong và Phú Quốc là 3 nơi vô cùng trọng yếu về an ninh của Tổ quốc? Vì đó là 3 tiền đồn án ngữ mặt biển, vừa để bảo vệ biển, vừa để bảo vệ đất liền, mà Bộ Quốc hội phải tìm mọi cách để hợp thức hóa thành luật cho thời đất 99 năm. Hơn thế nữa, Hiến pháp Việt Nam xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất, tại sao phải thi hành lệnh của Bộ Chính trị? Tại sao Bộ Chính trị viết Hiến pháp mà chà đạp Hiến pháp một cách công khai? Câu trả lời là, vì Bộ Chính trị còn có lãnh đạo tối cao nữa. Vì chỉ có đấng tối cao mới có thể bắt Bộ Chính trị phải thi hành bất chấp Hiến pháp. Đấng tối cao đó là ai chắc khỏi cần nêu tên vì mọi người đều biết. Hoặc cứ xem dự luật về đặc khu cho thuê đất những 99 năm nhưng không dám dùng chữ nhượng địa và văn bản cũng không dám ghi rõ tên nước thụ hưởng mà chỉ gọi chung chung là nước có cùng đường biên giới với tỉnh Quảng Ninh.